Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả mạnh thường quân và khán giả đang theo dõi trên kênh Bản Em. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục xuống nhà của hai ông cháu của bác. Và đồng thời thì khi mà cháu Lực xuống thì cháu Lực cũng có đem theo những cái phần quà mà được các bác gửi cho. Hôm nay thì cháu Lực là nhận được ba cái phần quà của bác. Gạo này thì cháu Lực trích của tiền của bà Tịnh Ngô của bác. Bà Tịnh Ngô thì có gửi cho cháu Lực là 1.200.000, và trong đó thì làm cho cháu Lực làm kinh phí đổi sang đi lại là 200.000, còn là 1 triệu còn lại thì là bà có nói với cháu Lực rằng là mỗi lần cháu Lực xuống thì mua cho hai ông cháu là 10 cân gạo của bác. Trong khoảng thời gian qua thì các bác cũng đã cháu Lực cũng đã ghi hình lên khá là nhiều rồi. Nhà hà của hai ông cháu thì cũng không còn gạo với lại thóc là bao nhiêu cả. Ở nhà thì vừa là nuôi hai ông cháu đây, cộng cả thêm là một đàn chuột khá là lớn nữa cô bác. Phải nói là khi mà nhà không có một con mèo nào cho nên là có rất là nhiều chuột. Và hôm nay thì cháu Lực mua 10 cân gạo là 160.000 của bà Tịnh Ngô. Thì bây giờ số tiền của bà Tịnh Ngô thì cháu Lực còn cầm là 840.000. Thì và cái phần số tiền này thì khi mà bà gửi cho cháu Lực thì bà cũng đã nói rõ rồi, nói rằng là khi nào mà cháu Lực xuống thì mới mua cho ông là 10 cân gạo của bác. Và đồng thời thì cũng nhận được một cái phần quà của hai chị Nguyệt Thúy có gửi cho cháu Lực. Ở đây thì chị có gửi cho ba hoàn cảnh. Thứ nhất là có em Sử này, thứ hai thì gồm có em Quân, và thứ ba thì gồm có hai ông cháu. Thì cháu Lực cũng đã được sự đồng ý của hai chị rồi, bóc ra và để những cái phần quà riêng ra cho từng hoàn cảnh. Thì khi nào cháu Lực xuống thì cháu Lực sẽ vừa ghi hình và vừa lấy quà xuống và trao luôn. Và thứ ba thì cháu Lực có mua thêm là cho hai ông cháu là một chút thịt lợn đó các bác. Thịt lợn này thì là cháu Lực mua ở trên xá, là người ta là một cân là 130.000 các bác. Đây ở đây còn là cái phần thịt lợn này thì cháu Lực lại trích tiền của bà An Phạm ra. Hôm nọ thì cháu Lực đã mua trứng là hết là 100.000 rồi, và bây giờ mua thịt hết 130 nữa. Thì tổng cái số tiền của bà An Phạm là cháu Lực còn cầm là 70.000 các bác nhá. Thế còn là bây giờ thì xin mời tất cả các bác là cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi xuống để thăm và trao quà cho hai ông cháu của bác nhé. Đường đi xuống nhà của hai ông cháu thì phải nói là cái con đường này cháu Lực cũng ngã ghi hình lên khá là nhiều lần rồi các bác. Con đường này thì hầu như là con đường của bà con là đi làm nương làm giấy, là cái con đường mà con đường mòn, con đường lối tắt thì các bác. Cung đường xuống nhà hai ông cháu thì cháu Lực cũng đã từng là đi ngày rồi, và đêm thì cháu Lực cũng đã từng đi đêm rồi. Tại ở đây thì khi mà cháu Lực đi thì còn kèm theo cả thêm một cái đèn nữa các bác, tại vì sợ rằng là đi xuống lại không gặp hai ông cháu thì lại không có ghi hình được, thì lại phải ở lại là đi xem là ông như thế nào, rồi thì cháu Lực mới về được các bác. Ôi rồi kia có một đàn gà mà xẻ hết rau thì làm sao mà rau mà lên nổi nữa các bác. Cái rau cải này thì là rau cải mèo ấy, đang trong quá trình mà phát triển. Ui ôi. Ô. U u u. Bay giết sao các bác, bay đi hầu như gà là chưa biết phương hướng bay nhiều lắm cho nên là vẫn còn đâm vào những cái bờ tả ly. Phải nói là gà, khi mà bà con ở trên vùng cao nuôi gà ấy các bác, thì hầu như hoàn toàn là thả vào trong rừng hết, cho nên là nó thuộc dạng như kiểu là gà rừng ấy. Thế bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xuống nhà của hai ông cháu và cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình sau các bác nhá. Cái cung đường thì đi nó cũng hơi khó khăn một chút các bác. Thế bây giờ thì cũng sắp đến nhà của hai ông cháu rồi các bác ạ. Ôi cháu Lực nhìn thấy từ xa là thấy bé Mạnh là đang đi lên đây cô bác. Không biết là chuẩn bị là đi đâu đây. Đây có thể là thấy cháu Lực lên thì bé là lên trên này luôn.
Tại vì trong một thời gian qua thì cháu Lực cũng đã xuống nhà và chia sẻ hoàn cảnh của bạn hai ông cháu cũng khá là nhiều lần rồi, cho nên là mẹ cũng bắt đầu, em Mạnh thì cũng bắt đầu là mở mở lòng với cháu Lực và thân thiện với cháu Lực nhiều hơn. Mày đi đâu ấy hả? Đi đón chú á? Hôm nay Mạnh ở nhà với ai đấy hả? Thế ông đang làm gì đấy? Đi lấy củi về nấu cơm. À, thế thì Mạnh bây giờ khoanh tay nhá. Con chào các ông, các bà. Con chào các ông, các bà. Rồi. Mạnh hôm nay đi đâu chơi? Hay là ở nhà thôi? Sao toát hết mồ hôi rồi? Vừa đi đâu về đúng không? Vừa làm gì về đúng không? Chắc là chạy theo ông đi lấy củi về cô bác ạ. Tổng lực nhìn thấy đã toát hết mồ hôi rồi. Ai cắt tóc cho Mạnh ấy? Ông cắt cho à? Ông cắt đẹp nhỉ. Đây, Mạnh hộ chú cầm thịt đi nhá. Đây, chú cầm thịt đi. Rồi. Đi, cầm thịt đi. Đấy, Mạnh thì một là đứa trẻ năm nay mới có 5 tuổi đâu bác. Khá là ngoan và nghe lời. Ôi, có cái gì đấy? Hả? Mạnh có cái gì đây? Ông đang làm gì đấy ông? Dạ? Ông đang làm gì đấy? Vừa đi lấy củi về à ông? Ông ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm à? Thế sáng ăn rồi chưa ăn à? Ôi, để đây một tí đã. Đấy, ông lấy thịt chỗ này cất đi nhá, để một tí nữa hai ông cháu ăn cơm. Vâng, đấy. Vâng, mua thịt cho. Vâng, cháu lại mua thịt cho ông. Ô tô Mạnh hỏng hết chưa? Chú xem nào, hỏng hết chưa? Hỏng chưa? Chưa hỏng đâu à? Mấy xúc thì hỏng rồi. Ra đây chú xem nào, ra đây. Thế mày hôm nay mày có đi học không? Đi học à? Có lạnh không? Không lạnh à? Chắc là vừa chạy đi theo ông là đi lấy củi về sao đúng không? Thế là hai ông cháu là đi lấy củi à? Thế hai ông cháu đi vào nhà một lúc đi. Này đi vào nhà đi mẹ ơi. Này chú lấy quà cho nhá. Cái gì rơi đấy không? Ê, hôm nay thì cháu lại lấy quà xuống cho ông nhá. Hiệu ơi, lấy đằng sau lấy cái túi nhỏ nhỏ ấy. Cái số nhỏ này. Hôm nay thì cháu xuống là cháu lại mua thực phẩm cho ông nhá, với lại Mạnh nhá. Nào Mạnh ngồi đây với chú, nào ngồi đây. Đấy, Mạnh ngồi đây. Rồi ngồi đây. Đấy, hôm nọ thì cháu bảo là bà An Phạm là có gửi cho ông là 1.200.000. Đấy, 1.200.000 đó thì là hôm nọ cháu có mua là trứng là mới đi 100.000 rồi. Và đưa tiền mặt cho ông là 200.000. Là đi 300.000 rồi, là còn dư là 900.000. Thì hôm nay cháu mua cho ông là một cân thịt là 130.000 nữa. Thì là hiện tại bây giờ cháu còn cầm tiền của ông bà An Phạm gửi cho là 770.000 nhá. Đấy. Đấy lại vừa rồi là cái khoản của bà An Phạm cô bác nhá. Và thứ hai thì có khoản của bà Tịnh Ngô. Đấy, vừa đầu video thì cháu Lực cũng đã nói rồi, bà đã gửi cho cháu Lực là bao nhiêu và còn dư bao nhiêu thì cháu Lực cũng đã nói rồi cô bác. Đấy. Còn là cái 10 cân gạo này là của bà Tịnh Ngô là gửi cho hai ông cháu nhá. Vâng. Đấy, đây là bà Tịnh Ngô nhá. Bà chị Ngô. Còn là vừa rồi là mua thịt là của bà An Phạm nhá. Vâng. Đây, đây. Gạo thì của ông thì còn nhiều không? Tí này
Đủ ngày mai thôi. Đủ ngày mai thôi. Ừ. Thế là hôm đó là ông đi làm mà đi làm thuê mà vác phân thì được bao nhiêu cân gạo? Được mình cho thóc là chưa phơi được. Cho thóc à? Thế cho thóc là cho một bao à? Ừ. Cho 2 ít, 20 cân. À, cho 20 cân đúng không? Ừ. Thế lúc sắt ra thì độ được đồng độ tầm 15 cân không? 12 cân, 1 cân nhưng mà. 12 cân 11 cân thôi. Ừ. Đấy. Và cái phần quà này là của hai chị là Nguyệt Thúy, là ở tận bên nước ngoài có gửi cho Mạnh. Bây giờ thì cháu sẽ xin phép là cháu bóc ra luôn nhá. Vâng. Hôm nay thì Mạnh lại có quần áo nhá, có quần áo mới nhá. Rồi. Đây, ở đây thì cháu được thấy là hai chị có gửi ghi ở ngoài này cô bác này. Áo bộ cho bé Mạnh để mặc lúc ngủ để đỡ lạnh, bộ đồ Adidas cũng để mặc ngủ. Cô Nguyệt Thúy ở bên Mỹ Bắc Cali. Đấy. Ở đây thì có hai bộ ông nhá. Cháu xem nào. Đấy, hai bộ nhá. Cáo này thì có mũ luôn nhá. Nào chú thử mặc cho Mạnh xem nào, xem có vừa không. Mạnh thử bỏ cái áo ngoài ra nhá. Rồi, bỏ cái áo ngoài ra, chú mặc xem nào có đẹp không. Đấy. Ra đây, ra đây. Rồi, Mạnh là tự biết mặc áo không? Tự biết à? Đấy, áo hơi dài tay một chút nhỉ? Đấy, nhưng mà tay nó hơi dài đâu các bác. Đấy, ở đây thì khi mà các bác mua cho ấy thì các bác cũng lựa chọn là cho to to ra một chút để năm sau thì còn mặc được không ạ? Vâng. Đấy, nào đứng dậy nào, chú chưa mặc xong mà. Đấy, sắn tay áo lên một chút thì là vừa rồi. Đấy, ở form người thì là vừa rồi, mỗi tội là tay áo thì là hơi hơi rộng một chút. Đấy, đấy đẹp chưa? Đẹp chưa? Có đẹp thích rồi. Không? Thích à? Rồi. Đấy, còn là đây là cái quần nhá. Đây là cái quần của Mạnh nhá. Cái quần thì... Quần năm sau lại. Thì quần thì một tí nó thay xong mặc nhá. Sau thì mặc sau nhá. Đấy, đây là quần của Mạnh ông nhá. Ui, còn đây này, Mạnh ơi. Mạnh có thích khủng long không? Thích à? Chú cho Mạnh là bộ khủng long luôn nhá. Xem nào. Thích lắm rồi. Cười mà chứ lắm. Vậy, mùi gần thường. Cho Mạnh là chơi luôn bộ khủng long nhá. Bộ này thì chắc là chỉ mặc đi ngủ thôi ông ạ. Ừ. Đấy. Chích lắm. Không bao giờ thấy thì chích lắm. Đây, Mạnh nhìn xem. Ưng không? Hả? Ưng không? Dài lắm nhỉ. cái nụ cười của mẹ có vẻ như bé rất là thích luôn. Thế nào chú, xem nào, chui vào luôn. nhưng mà Mạnh cảm thấy hơi to bác ạ. Ra đây chú đội cái đầu xem nào, đội nó xem nào. Đội xem nào, ra đây xem nào. Xem nào. Đấy. Biết con gì không? Khủng long. À. Thế khủng long thì để đây nhá. Rồi, ngồi xuống đi, chú lại thêm có thêm đồ nữa. Đấy, cũng hả, rất là thích cô bác này. Cấm rồi. Đó. Đây, ở đây thì là ba cái áo để bé Mạnh thay đồ mỗi ngày, hai bộ sắn tay cho bé Mạnh, hai chị Nguyệt Thúy. Đấy. Này là bộ này, đấy. Ở trong này thì là có thể là mặc áo, xong là mặc áo khoác cho Mạnh nữa, ông nhá. Rồi. Rồi. Đây là thêm một cái nữa nhá.
Đấy, áo đẹp sung mạnh. Mai mặc đi học đấy. Mai là mặc đi học luôn đấy nhờ. Đấy, mai đi mặc đi học nhá. Đây thêm một cái nữa. Đó. Đấy còn là đây là găng tay. Găng tay nhá, ông nhá. Cái này để lúc mà Mạnh đi học ấy thì là đeo. Cái này thì đeo cho Mạnh là đi đường nhá. Đấy, đeo cho Mạnh đi học. Đây còn là thêm một cái nữa. Đây, thêm một cái nhỏ nữa các bác ạ. Đấy có hai cái bao tay. Hai bao tay này thì vừa hơn này Mạnh. Vừa. Găng tay thì vừa. Đấy, đây này Mạnh, đeo này nào, đây. Đấy, đeo cái này. Đúng nè, mặc xem nào. Đấy, không. Xem nào. Ủa, mới chơi mà. Phải, nhìn đúng này. Vừa không? Đây, để thêm một cái nữa này. Đấy. Đấy, vừa rồi còn gì nữa? Đây. Đấy, còn ở đây thêm một cái áo khoác nữa này. Đó, đây thêm một cái áo khoác nữa Mạnh ơi. Đấy. Áo khoác đẹp lắm. Đẹp chưa? Đó đây này. Đây này, ui ở trong thì rất là ấm của bác cái áo này ấy. Mai là mặc cái áo này vào cho Mạnh nhá. Vâng. Xong là ông khoác cái áo này vào cho Mạnh nhá. Vâng. Nhá Mạnh nhá. Mai đi học cái khoác đấy. Này. Nào ra đây, ngồi ra đây chú bảo. Đấy. Được nhiều quần áo này thì có thích không? Thích. Thích à? Thế ở nhà thì có hư không? Không. Không hư à? Thế là cùng ông đi lấy củi à? Có biết lấy củi không? Biết à? Thế vác được bó to như nào? Nói cho chú xem nào, được bó to như nào? Được bằng này không? Không được á? Thế được bằng này không? Được à? Vác được à, bằng này. Bé Mạnh bảo cháu được cái cô bác. Bé Mạnh thì rất là đáng yêu. Đấy, bây giờ thì khoanh tay. Cảm ơn tất cả các ông bà đã gửi quà cho mẹ. Đấy, bây giờ khoanh tay nhá. Con đấy, khoanh tay. Con xin cảm ơn. Các ông các bà. Các ông các bà. Đã gửi. Có. Nào, nói to to lên một chút. Đã gửi. Đã gửi quà về cho. Đã gửi cái gì? Gửi quà về cho. À, đã gửi quà về cho con đúng không? Đấy. Mạnh thì năm nay mới được có 5 tuổi đâu các bác ạ. Như theo lời ông kể thì hiện tại thì bố của Mạnh ấy đã đi sang bên bị lừa sang Campuchia rồi. Đấy, thế năm nay thì hai ông cháu lại ăn Tết cô độc ở trong cái túp lều này không? Ăn Tết ở đây chứ. Thế thì những năm mà mùa đến Tết như này thì ông có nhớ về con của mình không? Nhớ mà. Nhớ à? Nhớ thì chúng mới biết ở đâu đó. Như... Thế nhà nhà có nhà nhà sắp Tết rồi, có người về đoàn tụ rồi. Nhưng mà hai ông cháu thì khác ở với nhau. Vâng. Ông khi mà ông rơi vào hoàn cảnh như này thì ông có thấy cuộc sống mình nó thật bất, nó thật khổ không? Rất khổ đấy. Rất khổ đi. Ông cháu ở nhà thế này thì bây giờ cũng cứ khổ. Hôm nay nó bị gạo cũng hết, thóc hết. Còn hai ông cháu ông phải đi ăn thêm mướn về cùng cháu ăn thôi. Thế bây giờ là gạo của ông là hết rồi đúng không? Thóc của ông là hết đúng không? Thế bây giờ là không còn một bao nào nữa không? Không còn rồi.
Thế năm nào cũng như vậy hay là mỗi năm nay là như vậy thôi? Mấy năm nay, năm kia thì đủ ăn đến tháng tháng 3, tháng 4. Tháng 3, tháng 4. Thế năm còn... nay thì 13 tháng thì chết luôn. Chỉ đến tháng 1 thôi đúng không? Tháng 1 rồi. Không biết thế nào. Cứ năm nào 13 tháng là con là khổ thế này. Thế là bây giờ chưa đến mụ cấy, chưa đến vụ cấy. Thì trong khoảng thời gian này ông đi làm cái gì về để mà ra được tiền để đi mua gạo? Ông thường làm những công việc gì? Ông có thể kể cho cháu nghe được không? Nhìn thê hoặc là đất thê, cũng là đi xếp đá này. Đi xếp đá? Xếp đá ai? Thê xếp đá này, không thể đi xếp đá được. Nhìn đó còn đi làm trên thì cũng chưa xong. Ngày mai, ngày kia là đi, rồi đi 2 ngày. Nếu mới xong là mới được tiền. Là mấy là người ta mới cho tiền đúng không? Vâng. Thế là gọi là hai ông cháu có công việc gì thì hai ông cháu là hai ông là một mình khác đi làm hết đúng không? Vâng. Cháu thì đi học, cháu ông đi thì học. Đi làm. Để lúc nào nó không mua được gạo được thóc nhiều thì về là ông cháu là làm cháu ăn. Làm cháu ăn. Một bát thì nó đủ một bữa rồi. Bát gạo à? Thế thì ông cũng năm nay ông với lại Mạnh cũng có duyên với lại với cháu. Vâng. Cháu lên chia sẻ hoàn cảnh của ông như vậy được các bác giúp đỡ rất là nhiều. Thì ông có cảm thấy là như thế nào? Ông có cảm thấy là vui mừng không? Cảm thấy là ông vui mừng lắm rồi. Nhưng mà chẳng như thế này gặp các cháu về cứu ông thì ông chả biết sống hay chết không biết rồi. Người nói thế cùng cháu ngay là một vác quỷ 30.000 là mua mì to mà người cùng cháu ăn ngày nào ăn ngày đấy thôi, ăn ngày nào là tính đến ngày đấy. Vâng. Thế như bây giờ hết gạo như này ấy, thì là ông nuôi được gà ấy, thì ông có lấy gà để đi bán không? Gà thì đi bán cũng là đẹp đến đi bán. Bán là lấy mua cũng mua gạo ăn thôi. Là tất cả là hoàn toàn là đều vì cái mục đích mà là đi mua gạo hết. Vâng. Toàn mua gạo thôi. Thế như ông cho cháu hỏi một chút đấy, trong khoảng thời gian vừa qua thì ông có nghe thông tin gì về của người con trai của mình không? Không có nghe tin cái gì. Không có nghe tin gì. Vâng. Là biệt ly từ lúc mà mới đi đến bây giờ. Vâng. Thế ông thì không có cái điện thoại nào đúng không? Vâng, không có. Phải thật sự ra thì khi mà tao Lực xuống các bác thì có hôm thì bắt gặp được ông ở nhà, có hôm thì không bắt gặp được ông. Thì cháu Lực là phải là đi về. Có những ngày thì cháu Lực lại đi thành hai trạm là cũng không có bắt gặp ông ở nhà. Tại vì là cháu Lực không biết là ông ở đâu. Thế ông là đi làm thuê ở chỗ nào ấy, cho nên là rất là khó liên lạc được với ông các bác ạ. Còn là như tầm ở nhà ông thì cháu Lực chỉ có chiều chiều là cháu Lực chỉ có xuống để mà bắt gặp ông. Thế ông thì bây giờ đã đến giờ nấu cơm của hai ông cháu chưa hay là còn đi làm việc gì nữa không? Đi còn đi cắt cỏ một tí. Đi cắt cỏ à? Sao trâu nhỉ? Thế là ông đi tận đâu cắt cỏ? Dưới. Tận dưới kia à? Thế thì bây giờ cắt đi cắt thì cho Mạnh ở nhà một mình hay là như nào? Mạnh ở đây đợi, không nó cứ theo đi thôi. Theo đi à? Thế thì bây giờ ông lấy những cái phần quà này ông đi cất đi. Để ông gửi một lời cảm ơn tới các ông bà, các bác đã gửi quà cho hai ông cháu nhá. Rồi thì cháu Lực cháu sẽ cùng ông là đi xuống để lấy củi về, để lấy cỏ về. Xin cô các bác gửi quà cho tôi thì tôi mừng lắm rồi. Bây giờ mình không biết nói chuyện nhiều, không biết tiếng phổ thông nhiều. Mình cũng tối rồi, cứ là lấy cỏ cho châu của họ mà không ăn no thì nó cũng chửi tôi. Như con cháu là đi cỏ một tí cho châu ăn. Xin cảm ơn, tạm biệt. Bây giờ thì ông cất ra những cái món đồ này đi không? Vâng. Ừ.
Thế ông à, mỗi lần là ông ấy cỏ đi tận dưới kia lấy à? Vâng. Đấy, theo như lời ông kể với cháu Lực cô bác, nếu mà không đi lấy cỏ về cho trâu để mà người ta ăn nói thì có thể là người ta sẽ về nói hoặc là không cho nuôi nữa. Tại vì là bây giờ nếu mà ông không có nuôi đấy thì sẽ không có trâu để mà cày nữa, và đồng thời thì cũng không có phần phân bón nữa. Đi ra đường nào xuống đi ông? Đường kia xuống. Đi đường kia à? Mạnh không đi cắt cỏ được thì ở nhà đi. Ở đây xem nhá, ở đây xem ông á. Ông dưới đây lấy một tí là về. Nhưng mà có đi không? Hả? Ở đây đợi ông một tí. Không ở đây à? Rồi thế đi đi. Chú không chịu ở nhà cô bác ạ. Chú lấy vứt đi nhá. Cái đá này là ông của nhà ông à? Hả? Đá này là của nhà ông à? Vâng. Thế ông mà lấy ra như này để làm gì? Thấm kia xếp cái nền nhà bên kia một tí. À, xếp cái nền nhà bên kia à? Vâng. À. Được rồi. Có đi chừng được tiên là mua xe vô mà cái này được không vắng được rồi. À. Chắc nha mày nha. Không chắc nha. Mà không nè. Ây. Nên Mạnh thì là cho ở nhà có bác, à, không có chịu ở nhà, là đi cùng ông để đi lấy cỏ luôn. Cứ nhà thế nào mà, ông đi đâu cứ theo đi đấy. Đây ở đây là khi mà ông vừa đi lấy cỏ có bác, cũng vừa đồng thời là chăm bé Mạnh luôn, trông cho bé Mạnh luôn. Chuối này là chuối của ông à? Không. Này thì còn cỏ non đấy ông. Non mà, nó không có dấu lớn chặt. À. Mạnh là phải ôm chặt nhá Mạnh nhá. Cái thửa này là ông chuẩn bị gieo mạ à? Ừ. À. Làm gieo mạ đấy. À, thửa này là ông chuẩn bị gieo mạ đấy cô bác. Thì ông mới lại cuốc cuốc cái bờ của nó. Đấy, theo như lời ông kể rằng là mọi năm là đến tầm tháng 4 thì là mới hết gạo, nhưng mà năm nay thì do là bị nhuận thêm một năm, và cũng đồng thời là năm nay là chắc là khi là sản lượng cái năng suất của hai ông cháu là ít hơn, thành ra là không có đủ ăn đến tận là tháng 4. Thế bây giờ thì mới bắt đầu là gieo mạ thôi, qua Tết Nguyên Đán thì mới được trồng. Ôi cỏ cũng ý. Ông không có cái liềm mà ông chỉ có con dao đấy thôi à? Dao. Liềm. Ai à? Nào, mẹ xuống đi. Đấy. Thọc đến hạt văn nàng. Chỗ này là ông tự trồng à? Vâng. Bây giờ ít cỏ trên đây thôi mà. Đấy, là cái dây đấy là để buộc không? Vâng. Ở dưới kia thì có một cái khe suối rất là to nhỉ? Vâng, cái suối này to. Đến mùa hè là Mạnh có hay đi xuống ấy để tắm không đấy ông? Vâng, mùa hè nó đi họp, nó nghỉ hè thì ông cứ cho nó đấy, không dám cho nó đi xuống tắm đâu. À. Mạnh là ở đấy nhá, Mạnh nhá. Ở đấy đợi nhá, không được đi xuống đây nhá. Ông xuống đây lấy cỏ. Ôi, cỏ chắc hết rồi. Thế là mọi lần là ông lấy cỏ đấy à? Vâng. Nhưng mà ông chỉ có một con dao thôi à? Vâng, con dao thôi mà. Ồ. Bây giờ chỉ có một con dao thì chắc là cháu Lực cũng chỉ lấy tay để mà bẻ thôi. Cỏ này thì nó cũng không có cứng lắm. Ông cứ lấy ở bên đấy đi, cháu lấy ở bên này cho. Ừ. Cái cỏ này thì không cẩn thận là cắt đứt tay rất là đau cô bác, cỏ voi này. Đây đấy. Cái này là cái chuối rừng à ông? Vâng. Đây này. Chuối rừng đấy. Chuối rừng này có quả không ông? Có, mà
dư nó không có, chưa có đâu. Cỏ nó không... Ây da. Cái cỏ này ông trồng lâu chưa? Lâu rồi, trồng được năm ngoái, được mấy năm đấy. Được mấy năm rồi à? Mà năm nay phải, bây giờ trồng mới hết được cỏ tốt rồi. À. Ở dưới đây thì có một khe suối rất là to. Cháu Lực Tú ở đây thì cũng đã nghe thấy tiếng khe suối đấy chảy rồi. Này đến mùa nước lũ về thì chắc khe suối này to lắm đấy ông nhỉ? Vâng, to chứ. Suối này có cá không ông? Không có đâu. Không có à? Có cá bé tí ấy. Thì có nhiều. À, cái loại cá bé có nhiều đúng không? Vâng, tháng 3, tháng 1, tháng 2, tháng 3 mới nó ra được. Bây giờ nó nước nó chảy nhiều lắm rồi, biết không? Ở đâu? À, thế là ông có ra đây để bắt cá để đi bán không? Có bắt được không ông? Được mà, lấy cái man về đuổi xúc xúc mới được. À. Xong là mỗi lần mà bắt được là đem lên ra chợ đi bán à? Đi bán mà, bán là được ít thôi. À. Con bé. À. Bằng kia đố thì. À. Đây, chỗ đây không chặt được, ông lấy dao ra đây để cháu chặt. Ông lấy cái này lên trên đi. À, chỗ đây có dây đúng không? Vâng, có dây rồi. Thế để cháu chặt bên này cho ông. Những chủ ngoài à? Con ong à? Ôi, đâu? Chứ, nó tờ à? Con chứ à? To lắm rồi à? Đi xem được không? Xem được. Xem được à? Cái một... Tiết ở dưới kia thế đi. Tôi nó đi... Nó... À. Thế thì lấy ham chứ bẩn luôn. À thế thì lấy củi đi ra ông nhá. À lấy lấy cỏ ra xong đi xem nhá. Ông phát hiện lâu chưa? Hả? Ông phát hiện lâu chưa? Lâu rồi. Đủ đủ chưa ông? Đủ rồi. Đây, thế ông buộc lại đi. Mày lấy. À, xong là hai ông cháu mình đi xem ông bảo tận đâu. Mày ơi. Ở dưới đấy đợi nhá, ở trên đấy đợi nhá. Ui cái con dao của ông xuất sắc, bén lắm ấy nhở? Bén sắc lắm đấy. Cái này thì lại mang đi trồng chỗ khác thì được đấy ông nhỉ? Ừ. Kệ đi trồng chỗ khác đấy. À. Ở tận đâu ông? Đi đường nào xuống? 25.000 đấy. Giao này 25.000 à? Vâng. Đi đường nào xuống không? Đi đường này xem. Thì ông đi trước đi. Vâng. Ông đi trước đi. Ông đi trước đi. Đi lâu rồi. Có lâu rồi không? Ừ. Ông nó, con nó vàng vàng khe đấy. Con nó vàng khe á? Vâng. Đấy, ông vừa bảo là phát hiện ở đây có một tổ ong của bác, cho nên không biết là đang là tổ ong mật hay là tổ ong gì. Thì đi xuống xem một chút. Tận đâu đấy ông? Đây. Đi đường đấy à? Ui. Bỏ lấy nước ở đây đi. Đường đấy có đi được không ông? Được. Ở đấy không? Đây. Ấy rồi. Ông mới cái này chế không ai thấy mà. À nhưng mà tổ nó đâu không? Đấy tổ đấy. Xuống đây nhìn xem. Đâu không? Ui. Cái kia này. To đấy không? Không biết là cô bác có đang nhìn thấy không cô bác? Ở bên kia đang có một cái tổ ong rất là to bác này. Ông ấy đốt thì có chết đâu không? Hả? Ui, to lắm rồi cô bác kìa. To đấy. Không biết là có nhiều cô bác có đang nhìn thấy không? Một cái tổ ong ở bên kia rất là to. Thấy lâu lắm rồi. Ông thấy lâu rồi à? Ui, thế tổ này không làm lấy được ông ấy, tí nó đốt đấy. Đốt. Đấy. Phải. Tổ ong này không phải là ông mật đâu nhỉ? Không phải đâu. Đây là tổ, đây là thông dạng là ông gì đấy ông? Ông đất à? Ông đất là ông ăn ạ. Ông ngủ ngày đấy. Là ông ngủ ngày? Ban ngày nó không bay đâu, ban tối nó mới bay nhiều. À. Ban ngày thì nó cứ nằm thế này thôi mà. Ồ, thế thì tớ cho. Tối nó mới... Thế thì đừng có bay. Động của nó đâu ông ơi. À, đây thì cháu Lực vừa mới biết rằng là có tổ ong ngủ ngày các bác. À, tối thì nó hoạt động. Còn tổ ong là tổ ong ngủ ngày. Ông ngủ ngày. Ông bảo ngày không bay đâu mà. Ngày là không bay à ông? Ngày không bay. Ồ.
Đi chụp tối là bao nhiêu lắm đấy, không dám về xem đâu. À. Đi không? Có sợ không mẹ? Hả? Sợ không? Sợ cái gì? Sợ cái gì? Hả? Hả? Ấy à. Đi về đường nào ông nhỉ? Tới đường này cho nó gần mà. Vâng, đường này gần hơn. Thế thì ông điệu mạnh nhá. Để cháu ấy không? Ông điệu mạnh đi. Cái rau này ăn được sống đúng không? Ăn được đấy. Rồi này. Cái rau này là rau rét cá của bác. Nếu mà như cô bác nào mà mua cái loại rau này về ấy, để mà xay xong là bỏ vào tủ lạnh thì uống là rất là mát gan. Tháng 1 tháng 2 lên nhiều lắm mà, giống này. Tháng 1 tháng 2 là lên nhiều à? Vâng. Ô, ruộng của ông như thế này thì làm sao mà mà năng thóc mà có nhiều được? Nhiều rồi. Ở đây có cá chẹt không ông? Hả? Ruộng nhà ông có cá chẹt không? Con cá này. Bả lết này gì? Có ít rồi. Có ít à? À là vẫn có cá à? Ở đây thì hôm nay khi mà cháu được xuống các bác, nếu mà thường thường mọi ngày ông đi lấy cỏ là một là bé Mạnh ở nhà, hai là bé Mạnh là đi theo. Đi theo này gọi là đi thì cũng đường đường đi khó ấy, chỉ gọi là điệu bé Mạnh thôi. Rất là to, rất là hung dữ các bác. Hay đằng sau cháu Lực là ngôi nhà của hai ông cháu là hiện tại là đang ở đây. Ông cho nó ăn đi. Mẹ có sợ cháu không? Sợ à? Có sợ cháu không? Sợ á? Nó đói không dám đi gần nó đấy. Đói nó không dám đi gần à? Đây, hôm nọ thì khi mà cháu được đi xuống cô bác ạ, và cái ngôi nhà của ông thì ở trên còn được phủ bằng rơm đâu. Ở đây thì có một số cô bác sẽ không có nghĩ rằng là ở trên vùng cao sẽ không có ngôi nhà mà phủ bằng rơm nữa. Nhưng mà vẫn còn một số nhà do là vẫn có hoàn cảnh khó khăn đấy, thành ra là bắt buộc cái ngôi nhà của mình nó là phải như vậy rồi. Đấy, ở đây thì ngôi nhà này ông cũng đã làm được. Ui, tưởng con này con sâu này cô bác này. Có lẽ là không phải, giật cá mình luôn. Ý. Mạnh. Đây này, Mạnh dính hết vào rồi. Có sợ không? Rất là đáng yêu của bác. Thế cháu là cho nó ăn như thế thôi hả ông? Không lấy thái ra à? Thái đâu. Đầu giờ có bỏ thế này cho nó ăn. À. Quả cũng thế mà. À. Nó khắc ăn. À. Bây giờ thì lại đến giờ của hai ông cháu là nấu cơm rồi nhỉ? Vâng. Thôi, đi về nhà thôi mẹ. Vui rồi mẹ. Ôi, đây đó, phân nhiều quá. Phân nhiều quá. Đi lại chỗ cũ xem nào, đấy chỗ cũ là đi ở đâu? Đấy, thấy mẹ là đi vào đường này này. Đây, để ông bế đi. Bế ạ. Hãy, ông bế đi. Lây lắm. Con trâu mày làm một trường nhé. Con trâu này ông nuôi được mấy năm rồi? 3 năm rồi. 2 năm á, 3 năm á? Cái chỗ này thì hôm nào lại chuyển chỗ nấu cơm ông ra đây nhá. Vâng. Hôm nào để cháu mua bạt xuống. Vâng. Mua bạt xuống để phủ trên này cho ông. Bạt là Pro 9 tấm thế này. Pro à? Bạt thì nó luôn lửa, sửa nó cháy đấy. Thế là phải Pro đấy nhờ.
Ờ, thế này thì để cháu ngâm cứu lại nhá. Nhưng mà nếu mà xuống ngay thì chắc là xe máy chỉ chở đến tít trên đường bên kia thôi. Tít trên thì ông dù anh em lấy cũng được. Thế thì chỗ này để cháu về cháu cân nhắc lại xem nhá. Nhưng mà liệu chỗ này có thấp quá không ông? Thấp quá không? Thấp một tí. Thấp một tí nhưng mà cao quá thành ra là nếu mà gió nó lại lượt lượt. Đó là lượt lô thì nó bằng bằng nó tí nó trời mưa. Ờ đúng rồi. Chỗ này hùm nó thì gió về nó không sợ. À đúng rồi. Này mưa to gió lớn thì cùng cháu mèng ngồi ở dưới này. Ờ. Được. Thế là thế là mọi năm thì ông là với mạnh là trốn ở trên này à? Trốn ở góc trên này à? Khúc tre này đi. Thế là hai ông cháu ôm nhau là trên này à? Vâng. Trời mưa to thì không dám ở cái nhà nữa mà. Còn này, ngồi đây trời mưa chẳng mới về nhà. Tạnh là mới dám về? Vâng. Ồ. Không chỉ nó sự ban này luột đi. À. Hôm nọ thì cháu Lực cũng sau khi mà chia sẻ đăng tải lên ấy, thì cũng các bác cũng nói với cháu Lực thì hiện tại thì cháu Lực cũng chỉ biết là mua bạt về quay lại thôi các bác. Còn về cái ngôi nhà của ông, nếu mà sau này mà các bác có phần trợ duyên, các bác giúp đỡ nhiều thì có thể là giúp đỡ cho ông với lại Mạnh có một cái ngôi nhà ghép chẳng hạn cô bác. Đấy thì cái điều đấy thì cháu Lực hiện tại là cháu Lực chỉ là nói ở trên kênh một chút thôi. Cháu Lực cũng không có dám hứa rằng là sau này sẽ giúp với ông, giúp ông với lại Mạnh là có một cái ngôi nhà mới. Điều đấy thì cháu Lực không có dám hứa. Đấy, ở đây thì cháu Lực cũng chỉ là người mà đi chia sẻ và lan tỏa những cái những hoàn cảnh mà còn đang gặp khó khăn để cho tất cả các bác cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh đó cô bác. Thực sự ra hoàn cảnh của hai ông cháu thì có thể là có một số cô bác đang theo dõi sau thì không có biết nắm rõ được là hoàn cảnh của ông, thì cho cháu Lực xin được phép là tóm tắt lại thêm một chút cô bác nhá. Đấy, như theo trong thời gian cháu Lực vào chia sẻ thì ông cũng đã kể cho Lực rằng là ông thì có một người con trai cô bác, là do là gia đình mình có hoàn cảnh khó khăn đấy, cho nên là có ý nghĩ ở trong đầu rằng là muốn thoát khỏi cái sự nghèo khổ đó, nhưng mà ở không biết, nhưng mà bạn ấy lại không biết là ở bên ngoài có rất là nhiều cái cạm bẫy đang dụ dỗ những bạn ở trên vùng cao nhẹ dạ cả tin đâu bác. Thành ra là hiện tại là lừa bị đi sang Campuchia đã được 2 năm rồi, không biết là cái tung tích mà người con trai của ông là còn sống hay đã chết. Tại vì là lúc đi ông cũng chỉ nhìn thấy là ông là người con của mình cuốn gói cái ba lô để mà lên đường thôi. Còn tất cả từ thời điểm đến đây thì ông không hề có một chút thông tin nào về người con trai của ông chút nào phải không? Vâng. Ông có nghĩ, ông có nghĩ rằng là con của mình liệu bây giờ còn sống không? Biết sống là nó còn sống, nhưng mà ở đâu không biết. Campuchia là đi cùng bản là cùng cái gì đi cũng không biết. Lúc đi thì bảo đi làm đến đi được hơn hai năm rồi đến giờ không về. Mà ông cháu mới khác ở nhà. Thế thì cháu cũng gọi là rất là đồng cảm về cái cuộc sống hoàn cảnh của ông. Ở đây thì cháu cũng chỉ là người đi chia sẻ cái thức phim của những hoàn cảnh còn gặp khó khăn ở trên vùng cao thôi. Đấy, thì cháu cũng rất là may mắn, cháu cũng rất là may là trong thời gian qua thì cũng giúp đỡ được một số hoàn cảnh rồi. Và đến hoàn cảnh của ông thì hiện tại là cái tiền quý ấy, thì cháu cũng đã cầm là hơn là độ tầm hơn 20 triệu rồi. Đấy, và trong đó thì là hôm nọ là có cháu Lực có nhận được khoản của chị Hoàng Thu Hương là 4.040.000. Ở đây thì chị có gửi là 2 đợt cô bác. Đợt đầu thì gửi cho cháu Lực là lần đầu gửi cho cháu Lực là 2.340.000 và lần thứ hai thì gửi cho cháu Lực là 2 triệu đồng, và trong đó thì chị có trích ra là 2 triệu đồng để mà làm cho cháu Lực mua kẹo này, mua bánh này, và còn 100.000 còn lại thì cho cháu Lực làm kinh phí đổ xăng đi lại cô bác nhá. Và cũng rất là cảm ơn các bác đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ cháu Lực cô bác. Còn là cái thức phim hôm nay cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Xin chào tất cả các bác. Nào Mạnh ơi, ra đây. Đây Mạnh thì đi vào trong nhà rồi cô bác. Ra đây, đi ra vào đây.
Rồi. Đấy, ra đây, đứng ở trước mặt chú đây chú bảo. Mỗi giờ dây dây nó vế một tí, mặc chặt lắm. Đấy, rất là đẹp trai cô bác, mặc áo áo này là được hai chị là Nguyệt Thúy gửi cho. À, bây giờ thì Mạnh gửi một lời chào tạm biệt tới tất cả các ông bà nhá. Đấy, khoanh tay vào. Con chào tạm biệt các ông các bà. Con chào tạm biệt các ông các bà. Rồi, vẫy tay. Vẫy tay chào các ông bà. Rồi, ngoan lắm. Ngoan. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.